rất cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong phần tin tức buổi tối của SET. Và sau đây là những bản tin Việt Nam và cộng đồng. Kính thưa quý vị, lính Trung Cộng ném đá xe xúc đất của Việt Nam tại biên giới. Theo trên trang mạng xã hội những ngày qua lan truyền các video về vụ đụng độ mới nhất ở biên giới Việt Nam-Trung Cộng ngay những ngày đầu năm 2022. Theo RFA, đoạn clip được một tài khoản TikTok quay lại và đăng tải cho thấy 8 binh lính biên phòng Trung Cộng có trang bị áo giáp và kiếm trắng liên tục ném đá vào hai xe xúc đất của Việt Nam đang thi công ở khúc sông chia cắt hai nước. Các binh lính này sau đó căng băng rôn gọi loa yêu cầu phía Việt Nam dừng việc xây dựng. Tuy nhiên bên phía Trung Cộng, công nhân cũng đang thi công củng cố lại phần bờ kè sông. Sự việc không rõ xảy ra ở đoạn nào ở biên giới. Tuy nhiên người đăng tải clip là tài xế xe ben chở đất cho các công trình xây dựng bờ kè ở biên giới Lào Cai. Các đoạn video sau đó đã bị tài khoản TikTok này gỡ xuống và được các trang khác đăng tải lại trên Facebook. Một số hình ảnh khác cho thấy phía Trung Cộng cắm các tấm bảng viết bằng song ngữ Việt Trung với nội dung: khu vực biên giới chưa thống nhất không được thi công. Báo Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho biết tính cho đến năm 2020, hệ thống bờ kè biên giới của Việt Nam tại Quảng Ninh chỉ mới hoàn thành 10%, trong khi Trung Cộng đã xây dựng kiên cố. Tại Quốc hội Việt Nam năm 2020, đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan nói rằng cống thoát lũ tại bờ kè Trung Cộng xả thẳng ra sông vào mùa mưa, làm xói lở bờ sông và thay đổi vị trí tâm điểm xác định ranh giới hai nước. Kính thưa quý vị. Wow. Quay sang một bản tin khác, Việt Nam là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao nhất thế giới. Tin đến từ Việt Nam. Theo báo VN Express loan tin vào sáng ngày 5 tháng 1 năm 2022, tại hội nghị của nhà cầm quyền với các địa phương, ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng Việt Nam cho biết rằng Việt Nam vươn lên là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng chống COVID-19 cao nhất thế giới. Trước đó vào cuối tháng 4 năm 2021, khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát thì Việt Nam mới chỉ trích ngừa 320.000 liều vaccine. Lúc này nhà cầm quyền đã cuống cuồng đi van xin vaccine của nhiều nước, nhiều tổ chức với cái tên gọi ngoại giao vaccine. Và chỉ sau vài tháng cho đến tháng 10 năm 2021, nhà cầm quyền đã trích ngừa 47 triệu liều vaccine cho người dân. Còn tính đến hiện nay, tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên đã trích ngừa cho mũi 1, số người trích ngừa cho mũi 2 là 90%. Đối với trẻ vị thành niên từ 12 cho đến 17 tuổi đã có 86% trích ngừa cho mũi 1, trích ngừa mũi 2 là 57%. Nhà cầm quyền Việt Nam cũng đang đặt mua vaccine để trích ngừa cho trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi. Kính thưa quý vị, ông Minh tự hào rằng các biện pháp chống dịch của nhà cầm quyền được kế thừa, liên tục điều chỉnh và hoàn thiện phù hợp với thực tế. Khi dịch bệnh bùng phát nhanh, Việt Nam chưa có vaccine, chưa có thuốc đặc trị, nhà cầm quyền đã sử dụng các biện pháp hành chính nghiêm ngặt để chống dịch, lấy cấp xã là pháo đài, người dân là chiến sĩ. Thiết lập hơn 700 trạm y tế lưu động, hơn 300.000 lượt nhân viên y tế, quân đội, công an đã được điều động để chống dịch, kính thưa quý vị. Trong khi đó, thì một cơ sở tự nhận là tu tự do bị khởi tố, tin đến từ Việt Nam. Theo báo Người Lao Động đưa tin vào ngày 4 tháng 1 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã có quyết định khởi tố vụ án đối với các cá nhân thuộc tỉnh Thất Bồng Lai nằm trên địa bàn xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Phía Công an cho rằng nhiều cá nhân sống trong tỉnh Thất đã có những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi. Được biết, người đứng đầu tỉnh Thất là ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi. Theo báo Người Lao Động, Công an tỉnh Long An đang xác minh điều tra vi phạm của ông Vân cùng những cá nhân có liên quan đang sinh sống tại tỉnh Thất. Kính thưa quý vị, vào năm 2015, ông Vân bán hết đất đai rồi về tạm trú tại tỉnh Thất do bà Cao Thị Cúc làm chủ. Sau đó họ nhận con nuôi làm từ thiện. Nhưng trên thực tế thì hầu hết trẻ em về tỉnh Thất đều có mẹ đi cùng, không phải trẻ cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Cho đến hiện nay, ở tỉnh Thất đã có 18 người đang sống, trong đó có 6 trẻ em có mẹ ruột ở cùng. Cho đến năm 2020, tỉnh Thất Bồng Lai được đổi tên là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Những người trong Thiền Am đều cạo đầu, mặc áo nhà tu hành, nhận là tu tại gia chỉ theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và không tham gia vào giáo hội Phật giáo quốc doanh.
Kính thưa quý vị, phía Công an Cộng sản cho rằng đã có nhiều tố cáo trên trang mạng xã hội về các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị tâm thần cùng các hoạt động phức tạp trước đây của ông Lê Tùng Vân. Kính thưa quý vị. Trong khi đó, người nuôi hào ở Đài Nam kêu gọi chính quyền giải quyết tình trạng hào Việt Nam mạo danh hào nội địa. Kính thưa quý vị, người nuôi hào ở Đài Nam đang kêu gọi chính phủ áp dụng các biện pháp dán nhãn xuất xứ để người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận biết được hào nuôi trong nước và hào nhập cảng từ Việt Nam. Hiệp hội Ngư dân Đài Nam vào thứ Ba ngày 4 tháng Giêng đã kêu gọi giới hữu trách giải quyết tình trạng hào Việt Nam được bày bán như là hào nội địa. Focus Taiwan đưa tin, Hiệp hội kêu gọi chính quyền trung ương áp đặt các biện pháp kiểm soát đối với việc nhập cảng hào, yêu cầu dán nhãn xuất xứ, cải thiện việc kiểm tra biên giới cũng như thúc đẩy kiểm tra hàng nhập cảng. Kính thưa quý vị, trích dẫn báo cáo từ những người nuôi hào địa phương, Hiệp hội cho biết, trong mùa thu hoạch hào từ tháng 12 năm ngoái đến tháng Giêng năm nay, các nhà buôn đã tỏ ra ngần ngại khi thu mua hào nội địa do giá thành cao hơn so với giá hào nhập cảng. Cho đến tháng 11 năm 2021, tổng cộng đã có 1.331 tấn hào nhập cảng từ Việt Nam, được người bán gắn mác hào nội địa và bày bán trên thị trường. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến kế sinh nhai của người dân nuôi hào địa phương, mà còn gây ra các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm. Quý vị rất thân mến, ông Lý Kiến Diệu là người đứng đầu Sở Nông nghiệp Đài Nam cho biết, sản lượng hào hàng năm ở Đài Nam đạt từ 14.5 triệu cho đến 18.13 triệu Mỹ Kim. Ông nói thêm do hào nội địa có giá khoảng 267 cho đến 300 đài tệ cho 1 kg, trong khi hào Việt Nam chỉ có 200 đài tệ cho 1 kg. Vì vậy, một số người bán vì ham lời nên đã nhập hào Việt Nam về rồi mạo danh là hào nội địa để bán được giá cao. Kính thưa quý vị. Quay sang một bản tin khác, thị trưởng Tạ Đức Trí và nghị viên Ted Bùi tranh cử chức dân biểu tiểu bang California địa hạt 70. Quý vị rất thân mến, hai chính trị gia gốc Việt thuộc đảng Cộng Hòa vừa tuyên bố tranh cử ghế dân biểu tiểu bang đại diện cho địa hạt 70 gồm thành phố trong khu vực Little Sài Gòn theo bản đồ địa hạt mới. Tờ Orange County Register cho biết tin tức này khiến cho nội bộ đảng Cộng Hòa địa phương lục đục, chia thành hai phe ủng hộ, góp phần làm cuộc tranh cử trở nên kịch tính khi chỉ còn vài tháng nữa là đến cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Thị trưởng thành phố Westminster Đảng Đức Trí và nghị viên Ted Bùi của thành phố Fountain Valley đều công bố kế hoạch tranh cử chức dân biểu tiểu bang đại diện cho địa hạt 70. Ông Đảng Đức Trí là gương mặt không còn xa lạ trong cộng đồng người Việt, tuy nhiên ông cũng gây ra nhiều tranh cãi. Về phần ông Ted Bùi, tuy chưa đạt được nhiều thành tựu như đối thủ, nhưng ông hiếm khi là tâm điểm chỉ trích của dư luận. Địa hạt 70 mới được vẽ lại bao gồm thành phố Westminster, Garden Grove, Fountain Valley, Los Alamitos, Stanton và cộng đồng chưa hợp nhất Rushmore, cùng với một phần khu vực thuộc Santa Ana và vùng Huntington Beach. Kính thưa quý vị, khu vực này hiện nay phần lớn do dân biểu Janet Nguyễn đại diện. Tuy nhiên, bà Janet Nguyễn thông báo sẽ tranh cử ghế thượng nghị sĩ tiểu bang đại diện cho khu vực ven biển mới. Trong lần tranh cử này, ông Tạ Đức Trí sẽ phải giải thích cho những thắc mắc về thâm hụt ngân sách của Westminster. Theo ông Tạ Đức Trí, chiến dịch vận động của ông nhằm vào việc giảm thuế, bảo vệ công ty nhỏ và giữ an toàn cho cộng đồng. Ông Ted Bùi cũng hướng tới các mục tiêu tương tự. Ngoài ra, ông dự định đề cập đến các kế hoạch giảm thiểu tình trạng vô gia cư và kẹt xe. Kính thưa quý vị. Vừa rồi đó là những bản tin Việt Nam và cộng đồng. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những bản tin văn nghệ và đời sống. Rất cảm ơn quý vị.